Xin kính chào quý vị. Nãy giờ mình đang có mặt ở vừa qua ngã tư Phú Nhuận, Sài Gòn. Ở đây là đường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa là Võ Tánh, hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Tối ngày cuối tháng 11 2017. Trời Sài Gòn mát thì không mưa, nhiệt độ giờ khoảng 27 độ C. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là qua tháng 12 cái gì. Bên tay trái là nhà thờ Phú Nhuận, góc với đường Trần Quy Liệu, ngày xưa là Trương Tấn Vũ cái gì. À, bên phải gì đây là đường rầy xe lửa. Phía trước đó là ngã ba với đường Hồ Văn Huê. Đây là đường hướng về công viên Hoàng Văn Thụ, phi trường. Bên phải gì là khách sạn Tân Sơn Nhất. Bên phải là cổng quân khu 7 hay gì. Đó, quẹo phải là vô sân bay. Còn thẳng qua đây là hướng về Lăng Cha Cả, đi ngang qua công viên Hoàng Văn Thụ. Càng về khuya trời càng mát và đường phố bắt đầu vắng từ từ cái gì. Và chỉ còn những người đi chơi về khuya rồi đi làm về muộn. Hoặc là vô ca tối ấy. À, phía trước vậy là Lăng Cha Cả. Chị thấy có cây cầu vượt bắc ngang rồi đó. Đó quý vị, vừa đáp xuống sân bay là hay đi ra khu vực này nữa vậy. Rồi mới rẽ phải đây là về Củ Chi, Hóc Môn, Tây Ninh nè, theo đường Cộng Hòa nè. Còn đi thẳng đó là về ngã tư Vĩ Hiền về quận 11. Còn quay rẽ trái là đi về Lê Văn Sĩ. Còn vòng lại là về Phú Nhuận.
Trời giờ hơi có gió gì, nó hơi ồn mà cái gì thông cảm nha. Rồi chuẩn bị qua cái cầu vượt bắc qua đường Hoàng Hoa Thám Tân Bình. Đây là thuộc phường 13 Tân Bình. Đó, chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là qua ngày đầu của tháng 12. Nhanh quá vậy ha. Lây quay cái hết năm. Tới ngã ba rẽ trái là đường Tân Kỳ Tân Quý. Đó, bây giờ là qua Tân Kỳ Tân Quý nè. Ok. Thank you, good night quý vị. Hẹn gặp lại quý vị qua tháng mới nha. See you.